Thưa quý vị và các bạn, đề án sáp nhập địa giới hành chính của tỉnh Lâm Đồng đã thu hút sự quan tâm của người dân và cử tri các địa phương trong thời gian qua. Trong đó, đề án sáp nhập ba huyện phía Nam bao gồm Cát Tiên, Đạ Tẻ và Đạ Oai thành một huyện được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, tạo lập một đơn vị hành chính phát triển bền vững trong tương lai, ghi nhận của phóng viên thời sự. Với khí hậu thổ nhưỡng, địa hình tương đối giống nhau, xưa nay người dân vẫn sinh sống, làm ăn và phát triển kinh tế khá thuận lợi. Vì vậy, mặc dù vẫn còn một số ý kiến khác nhau trong quá trình triển khai thực hiện đề án sáp nhập ba huyện phía Nam, nhưng đa số người dân tại các huyện Cát Tiên, Đạ Tẻ và Đạ Oai đều ủng hộ chủ trương sáp nhập, với hy vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cả kinh tế và an sinh xã hội. Phần lớn người dân đều bày tỏ tin tưởng về việc sáp nhập sẽ mang lại hiệu quả về mặt tinh gọn bộ máy nhà nước, giảm bớt gánh nặng về lương, đồng thời sẽ tập trung được nguồn lực đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia hay phân bổ ngân sách phục vụ việc kiến thiết xây dựng cơ sở hạ tầng. Những vấn đề mà cần đầu tư thì tôi nghĩ rằng chúng ta nên xoáy vào vấn đề gì để đầu tư cho nó trọng điểm. Cát Tiên nên tập trung vấn đề gì, Đà Trẻ nên tập trung vấn đề gì, Đà Oai nên tập trung vấn đề gì, chứ không phải trước đây là cho mỗi huyện làm 5 cái công việc, 5 đầu việc, như vậy 3 huyện 15 đầu việc, nhưng bây giờ chúng ta tập trung lại có một huyện thôi, thì cái đầu tư đó chúng ta sẽ có những cái tập trung nó chuẩn hơn, nó chỉnh hơn, nó không bị nó không bị phân tán, nó không bị manh mún. Đã qua Đà Tẻ Cát Tiên cũng là ba anh em ruột từ đây đến biết tiểu sử rồi. Theo tôi là không có ý kiến là huyện Cát Tiên để Cát Tiên rồi Đà Tẻ để Đà Tẻ rồi Đà Oai để Đà Oai, tôi không có ý kiến cái đó. Nhưng mà sáp nhập cái đó là một cái tốt. Trên cơ sở đánh giá kỹ lưỡng về tình hình kinh tế, xã hội và quản lý hành chính của các huyện, đề án sáp nhập đã được lên kế hoạch nhằm tạo lập một đơn vị hành chính phát triển bền vững trong tương lai. Tuy nhiên trên thực tế, mọi sự thay đổi đều có hai mặt, mặt lợi và mặt hạn chế. Người dân các địa phương vẫn còn một số vấn đề băn khoăn trong việc sáp nhập. Đơn cử như việc sẽ kéo giãn vị trí các cơ quan hành chính khiến việc đi lại, giải quyết các thủ tục của người dân sẽ gặp khó khăn. Một cái băn khoăn nhất hiện nay của nhân dân cục cử tri thì báo cáo là sau khi sáp nhập, vừa sáp nhập xong cái xã, cái thôn xong bây giờ sáp nhập đến huyện thì báo cáo là nó cái địa danh thì hành chính nó sẽ thay đổi. Đó là các thủ tục hành chính cũng như giấy tờ đất đai rồi các giấy tờ sẽ thay đổi theo. Thế là mà nhân dân là băn khoăn là vì sao cái này là một cái huyện mà bây giờ nó cấp 3 lần nên là nhân dân cũng lo lắng là không biết là sau này cái thủ tục hành chính có đơn giản hóa hoặc là nhanh chóng như thời kỳ của một huyện hay không. Trước những băn khoăn của người dân, hiện nay các địa phương đều đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính điện tử nên khoảng cách địa lý sẽ không còn là trở ngại. Khi triển khai đề án, các địa phương sẽ tiến hành đồng bộ việc sáp nhập để bộ máy chính quyền và người dân kịp thời thích ứng và đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ cán bộ, dôi dư và lợi ích người dân được thụ hưởng. Tuy nhiên, việc sáp nhập không chỉ đơn thuần là sự kết hợp hành chính, mà còn đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt đến việc đảm bảo quyền lợi và cuộc sống của người dân trong các huyện. Chính quyền địa phương sẽ có các biện pháp cụ thể để đảm bảo quyền lợi và phát triển bền vững cho các khu vực có ảnh hưởng bởi việc sáp nhập này. Hiện nay, người dân và doanh nghiệp cũng rất quan tâm vấn đề này và nhiều người người ta cũng qua nhiều kênh thông tin người ta cũng hỏi thăm về tình hình này, thì chúng tôi cũng nói rất rõ bây giờ là cái việc mà sáp nhập đơn vị hành chính nó sẽ tạo cái điều kiện, cái dư địa tốt hơn để cho phát triển địa phương, thì quan điểm là chúng tôi cũng quan tuyên truyền vận động nhân dân là theo cái hướng là ủng hộ cái chủ trương này để mà thực hiện đúng cái tinh thần chỉ đạo của tỉnh ủy, ban nhân dân tỉnh thực hiện chủ trương việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã của Bộ Chính trị cũng như là nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tỉnh ủy cũng đã ban hành được cái nghị quyết 26 ngày 10 tháng 7 năm 2023 về việc sắp xếp sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong quá trình triển khai thực hiện việc sắp xếp phải đảm bảo tính đồng bộ, tổng thể, có sự thận trọng, xem xét kỹ các điều kiện để xác định thứ tự ưu tiên để thực hiện làm sao đảm bảo ổn định chính trị xã hội, không gây xáo trộn lớn, đáp ứng được cái yêu cầu nguyện vọng của chính quyền cũng như là của người dân địa phương.
Trên cơ sở đánh giá tổng thể đề án sáp nhập địa giới hành chính tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt là việc sáp nhập ba huyện Cát Tiên, Đạ Tẻ và Đạ Oai sau thành một huyện. Sau khi sáp nhập, huyện mới sẽ có tổng diện tích trên 1.450 km2, dân số hơn 146.000 người. Thời gian sáp nhập ba huyện thành một đơn vị hành chính cấp huyện trong giai đoạn 2023-2025. Đề án sáp nhập địa giới hành chính của tỉnh Lâm Đồng là một bước đi quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của địa phương. Dự kiến các quy trình hành chính liên quan sẽ được hoàn thiện trong thời gian sớm nhằm tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội tốt hơn cho cư dân. Điều này sẽ đòi hỏi sự quyết tâm và nỗ lực từ cả chính quyền địa phương, nhân dân và các ban ngành liên quan để đảm bảo quá trình sáp nhập diễn ra thuận lợi và mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng.